Sâu keo mùa thu là đối tượng gây hại mới xâm nhập vào Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Đối tượng sâu này đã gây hại nghiêm trọng trên cây ngô. Nhiều diện tích khi bị sâu hại, bà con nông dân không thu hoạch được. Trước thực trạng này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô. Được các chuyên gia của Tổ chức Nông lương Thế giới FAO và cán bộ kỹ thuật cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp hướng dẫn, bà con nông dân ở xã Bình Phú, huyện Phú Ninh đã áp dụng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô. Cùng với được hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái, bà con làm bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromone để thu hút tiêu diệt sâu trưởng thành. Phương pháp này đã giảm được hơn 50% chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Cũng chỉ là phun có 2 lần thôi, trên một vụ. Cái tỷ lệ sâu năm nay là nó giảm rõ rệt. Bắp là nó phát triển tương đối là rất là đều. Cái bẫy bả thì cái nó rất hiệu quả vì lý do là khi đó thằng cũng nhử được những cái con già để hạn chế cái việc sinh trưởng của con sâu, thì cho nên là cũng đã giảm thiểu rất là nhiều trong cái việc là người nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô được triển khai tại xã Bình Phú, huyện Phú Ninh với diện tích 5 hecta. Mô hình hướng tới mục tiêu hoàn thiện quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô. Áp dụng phương pháp này, cây ngô sinh trưởng phát triển tốt, mật độ sâu gây hại thấp hơn và lợi nhuận cao hơn so với tập quán địa phương, hơn 300.000 đồng trên một sào, khoảng 9,3 triệu đồng trên một hecta. Như thế này cũng đạt cái năng suất rất là cao so với cả cái sản xuất thông thường của bà con, thì đây là một trong những mô hình mà chúng tôi đánh giá là nó đã đạt được những cái kết quả của cái hiệu quả chúng tôi mong muốn đưa ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các cái lớp tập huấn cho bà con nông dân để triển khai rộng rãi trong sản xuất đại trà của tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt là lưu ý cái biện pháp sử dụng các cái bẫy bả pheromone và cái bẫy chua ngọt. Đây là những cái biện pháp rất dễ làm và đảm bảo an toàn. Áp dụng các biện pháp này, bà con không chỉ kiểm soát được sâu keo mùa thu gây hại mà còn phòng trừ được các sâu bệnh gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân. Cùng với đó, phương pháp này còn giảm được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản và bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho cộng đồng. Mô hình này cũng được Tổ chức Nông lương Thế giới FAO khuyến cáo bà con áp dụng trên nhiều giống cây trồng để phòng trừ các loại sâu hại khác.